Rồi chuẩn bị giao cái con máy đẹp hôm bữa về, hai chiếc á, chiếc đẹp nhất á, thì buồng trước lắc của Đắk Lắk. Giờ lên máy trước nhưng mà sáng mới đi. Lên máy luôn luôn á. Thấy nhớt chưa? Rồi đây thầy nhớt cái máy lên các bạn. Nay trời mưa cho nên hơi tối. Nó chịu khó xem tí. Hàng hiếm tháng 2, 2015 ngày sản xuất mà nó còn đặt trình độ mới vậy là nói chung là nó chạy bệnh rất là ít. Giá trị gia đình tự mua cắt thì bệnh nó gặt nó cũng nhiều, dân số nó cao Việt Nam là nhiều. Số lượng máy còn 30 tháng 8 27 về thêm lô máy nữa nha. Thì các bác vào xem. Góc này hơi tối rồi. Rồi xong con này. Con này lấy xe công ty đi luôn. Đây giờ mình quay một con đời 25 nè. Đây bằng chục của nó là các bác biết nó chở ít cỡ nào rồi. Số khung đủ thể hiện rồi nha. 4772 nè, từ xe của VH 747 nè. Cái này tháng 2, 2015
Đây, để các bạn xem. Đó, thấy không? Tháng 2, 15, do chỉ để nó ít chạy thôi. Nhìn chân nữa nè. Đó, nhìn gì cũng đủ hiểu rồi đây nha. Nhắc lại là con này là tháng 2, 2015. Đời này nó thuộc dạng đời năm tạ. Con này đây mình thấy nè, năm tạ nè, chở hơn bao nè, đó. Còn máy chỉ thái này nha. Lô cuốn chưa mòn miếng nào nha. Thấy không? Còn nước sừng gin. Lưới nè. Đó, thanh đập nè, thanh đập zin nè. Nước sừng chưa chóc nè. Đó. Thì mở cho các bác xem. Rồi. Chốt con 25 đẹp luôn là gì đây. Mày thay chữ thái nha. Rồi xem cái này luôn. Đấy. Thì nói chung là máy móc thì nó tùy theo người chạy, thì người ta chết thì nó sẽ thể hiện ít giờ trên cái máy thôi. Rồi, cảm ơn các bác. Rồi, cập nhật tình hình máy ngày 7 tháng 8 đi. Nay mới giờ thêm luôn 11, 12 chiếc nữa nè. Đây, sau đây là những cái máy đã bán. Một số máy đang chuẩn bị lật máy đi về. Đợt máy 17 tháng 8 này về thì nó giá nó hơi, cái máy nó đẹp á, cho nên nó thường 350 trở lên không ạ. Còn máy rẻ chắc hẹn các bác là tuần sau nữa. Là con máy rẻ. Đây là máy mấy cái máy cuộn rơm này. Mình cũng mới về thêm mấy cái máy cuộn rơm thực hành á. Xe nhập từ Trung Quốc. Đây. Mới 100% hết luôn. Để mình ráp cho xong cái này. Máy khổ lúa. Các bác cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì các bác dưới đây có cái nút đăng ký hay có nút subscribe á, thì các bác nhấp vào đó, các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Mình sẽ đăng video từng con máy lên cho các bác xem, tần số khung luôn. Đây là phía trước của công ty. Đây là máy cày Massey Ferguson. Đây thì mình còn hai chiếc 105 với mấy máy cày 3608 sẽ không muốn không luôn. Đây là 105 để 27 hết rồi. Còn cái địa chỉ công ty mình thì ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là quốc lộ 53, bác nhớ nha, quốc lộ 53 167 quốc lộ 53. Còn cái số điện thoại này thêm số 2 chính giữa ngay chỗ đây nè, số 0 và số 7 á, là các bác sẽ gọi được. Thì đổi máy, mới đổi máy dùng đây. Đó. Ngay chính giữa số 0 số 7, 02703. Quan cảnh công ty.
Tại vì hiện tại bây giờ mình có nghe một số phản ánh là nói một số đơn vị tự vào nhận. Các bác chỉ nhớ mình chỉ có một công ty ở tỉnh Vĩnh Long, không có chi nhánh bất cứ ở đâu hết. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, bữa nay về cái lô máy 12 chiếc, bữa nay là ngày 17 tháng 8. Phải. 17 tháng 8. Mới về trước được cái máy gặt với lại cái máy cài. Giờ đang chuẩn bị xuống. Rồi, nó tắp cho một con nữa đây. Này số khung là 下 tới cũng đang đợi máy về. Lấy lúc này là lấy nóng hổi luôn. Máy về tới. Máy này còn dày chứ. Để vậy luôn, ừ để vậy luôn, tiện nè. Ừ, để vậy luôn đi. Để vậy gọn nè. Chạy vô trong luôn đi, chơi chống chỗ. Vậy cũng được hết rồi. Vậy là em luôn á. Cái này đẹp nè, cái này đẹp. Cái tớp này thì nó về trễ hơn xíu nha. Đây. Cái kẹt pha. Rồi, ngừng video đây. Chút nữa mình làm video cập nhật máy sau nha. Cảm ơn các bác.